kênh Chợ Đầu Mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật cái giá bán lẻ rau củ quả tại khu bán lẻ ở dưới cuối đường số 4 nha quý vị. Video này mình tính giới thiệu đến các bạn chỗ em Điệp bán quý vị. Điệp Trang đồ bán rồi ở đây á. Có khán giả hỏi mà muốn mua bán về cái hàng giống như em vậy nè. Đó, khán giả cũng muốn mua cái mặt hàng để bán vậy nè quý vị. Thì không biết mua ở đâu, mình tính giới thiệu tới mấy em này để khán giả mua. Rồi bán cũng giống như vậy nè, cũng như là khán giả đó muốn là mấy em này mua nhiều rồi chia lại đó quý vị. Cái 5-10kg, 20-30kg vậy đó. Rồi cũng như nó đa dạng mặt hàng này, họ lại họ muốn mua vậy đó. Rồi họ đi về họ bán luôn. Thì khán giả đó tính ra cũng cũng hay cái chỗ là ví dụ ớt đó quý vị. Ớt á mình mua ta bán bịch, trong vựa bán bịch đó quý vị. Thì nó mắc. Khán giả đó dự định đó là mua ớt á, là như 2kg ớt vậy đó. Rồi trong vựa đó đâu bán 2kg ớt. Bây giờ mình mua 2kg ớt nè. Rồi đậu que, rồi bắp cải đồ bán y chang như vậy nè, mà mua số lượng ít. Mà có cái em Điệp ở đây á là không có thời gian nghe điện thoại, thành ra không có bỏ số điện thoại lên được quý vị. Mình có liên hệ cho khán giả rồi mà không có được. Thì hiện tại giờ là mình sơ lược qua đậu que quý vị. Đậu que hiện tại chỗ này là bán đây đâu quý vị, là 25.000 quý vị. Còn chỗ em Điệp đang lựa đó là 20.000 một ký. Cũng đậu que đó, có người bán một á, mà ở đó cái đống đó là 20.000 ký, còn cái đống này là 25.000 ký. Thì ở đây là chung quy ra bà con bán để giá hết quý vị. Như như đu đủ quý vị, đu đủ 10.000 ký quý vị. Rồi củ cải đỏ đó 15.000, ớt 30.000 ký, ớt ớt hiểm đó quý vị, ớt chỉ thiên, ớt chỉ thiên 30.000, ở đây 15.000 nữa ký quý vị. Cứ đến đây quý vị, mình đến đây mình mua bán thì ở đây mấy em bán nới lại cho mình quý vị. Mình mua như cái đồng ý nó 5-10kg, nhưng mà tới 20 loại nó tới cả 100kg á, thì cái giá nó rẻ hơn nhiều lắm. Còn ở đây cái giá như mấy em để đây là giá bán lẻ, bán ra tại chỗ bán lẻ nửa ký 1kg nữa em bán hết. Bí nụ quý vị, bí nụ 40.000. Củ cải trắng 12.000, cà 12.000 một ký. Cái khoai lang tây này 20.000 một ký. Mớp 15.000 đồng ký. Bầu 10.000 đồng ký. Cà pháo 10.000 đồng một ký. Bí xanh 10.000 đồng một ký. Cà giấy dê 10.000 đồng một ký. Su su 15.000 đồng ký. Cái củ củ hơn 12.000 đồng ký. Bí đỏ 10.000 đồng một ký. Rồi cải sú thảo nè quý vị. Sú thảo 15.000 đồng ký. Bắp cải Đà Lạt 10.000 đồng ký. Dưa cái dưa leo đây không có. Dưa leo bên đây, dưa leo đây 15.000 đồng một ký. Bên em Châu có bán dưa leo. Rồi
đu đủ thường á, cái gì đu đủ thường á là 10.000 đồng một ký. Còn gà ta là đây, gà ta 80.000, 80.000 là gà trống, gà mái 100.000. Bên đây là trang, bên đây là trang bán cái gì, à, chanh không hạt 15.000 đồng ký nè, khổ qua 20.000 đồng ký. Ô, khổ qua bên trong đẹp ghê mà 15.000 đồng ký. Gà bắp này nè, nhiều người hỏi lắm nè. Nhiêu ký em? 15.000 ký quý vị, cà bắp là 15.000 đồng ký. Bên đây là trang lành á, góc nhỏ của trang lành á, đậu que, đậu que 20.000. Thì bên đây cũng như bên kia, mà bên đây có món sầu riêng vui ra khui luôn, khui thùng luôn. Đi 6 hả, lành hả? Đi 6 sầu riêng, đi 6 này, này mình bán ra nhiêu ký lạnh? Hàng lép là 60. Hàng lép 60. Đi 6 là 80. À. Cái này là cơm vàng hàng lép. Cái này kêu sầu riêng gì ta? Cái này sầu riêng gì đó? Sầu riêng này sầu riêng chín quá. Chín quá. À, chín quá là 60 hả? Chín quá 60, sầu riêng chín quá 60. Đi 6 là 70. Đi 6-70. Đó em khui ra em bán. Bao lựa luôn. Này đi 6. Đi 6 70. Còn chín quá bên đó 60. Bao nhiêu ký hãng lạnh ha? Này hả? Này thì 60 ký. Này hả? Phải 100 ký hả? 50 ký. Hả? 70 ký hả? À, một thùng sầu riêng tới 70 ký. Bao ăn luôn, không ngon cả này. Vậy hả? Bao ăn hả? Bao ăn, bao ấy luôn. Thường cái này không ngọt được.
không ngọt không ngon ăn cả lại. Mình bậy thùng sầu riêng cái mình bãi luôn, thấy sầu riêng giờ tự động mới sợ. Wow. Xe 15.000 đồng ký quý vị. Bí nụ mà em vô dĩ á quý vị. Cái loại vô dĩ như siêu thị nè. Anh nửa ký 20. Nay có lạnh rồi cái chỗ này sung lên liền. Củ mỡ 15.000 đồng ký. Cà tím 20. Rồi cảm ơn em Nghị luôn. Mở cái dù lên cho nó mát mẻ coi. Đây là quang cảnh của chợ Chòm Hổm. Người bán cũng chòm hổm mà người mua cũng ngồi chòm hổm. Mua sầu riêng rồi bí nụ ủng hộ em Trang quý vị. Ở đây em Trang bán sầu riêng nè. Măng ở đây từ mùa măng giờ em bán biết bao nhiêu mà măng mà cỡ. Măng tre quý vị, măng tre tàu á 15.000 đồng. Hôm trước em bán 20. Để ý là ở chỗ này em Trang là bán đồ VIP nhất cái khu này luôn. Em bán là VIP nhất luôn á. Khán giả tới ủng hộ cô Trang đó, soạn đồ ngồi chòm hổm nè, kia không là chợ chòm hổm thôi được nè, chị kia vô ngồi chòm hổm lựa nè. Bán không kịp luôn á, đang lạnh bán không kịp luôn nha quý vị. Còn ở đây là em Nghị bán cá quý vị. Cá rô hột bí nè. Cá he rồi cá chốt là cá riêu hồng nè. Cá lăng. Cá bóng trứng. Cá thác lát luôn, rất là nhiều loại luôn. Kế bên đây luôn. Đây là mua rau củ quả ở đây, cái qua đây mua cá là kế bên luôn. Ồ, coi Trang giỏi á. Phải rửa nha quý vị. Đó. Phải rửa, phải này, phải kia đó. Mấy bà nè, mấy bà nè. Mấy bà mua ngò chòm hổm nè. Mấy bà này chọn hàng ngò chòm hổm. Bà chọn hàng ngồi ghế chứ không phải ngò chòm hổm. Nói bà ngò chòm trên nha. Chòm hổm bà lấy ghế bà ngồi. Chợ chòm hổm mà nổi tiếng chợ chòm hổm của Trang rồi mà. Đó ngồi chòm hổm lựa thấy ham không? Đó hoàn cảnh buổi sáng. Thì buôn bán cũng nhờ anh chị em ủng hộ rồi nhiều mình mới bán được nhiều. Rồi bán chỗ em Trang nó ngay buôn bán cũng như là cũng tương đối buôn bán vui vẻ dễ đó quý vị, thành ra
thấy cái lượng khách của Trang rất là đông quý vị. Mới vừa soạn ra ta lấy bịch lại ta đựng ta mua luôn. Thì mình buôn bán mà vui vẻ, người ta mến, người ta lại, người ta mua bình thường. Khách tự cân luôn, tự cân vô luôn. Chứ giờ Trang lạnh làm đâu nổi đâu. Tự xử luôn. Xích. Đó video của mình là nó chân thật nha quý vị, không có chỉnh sửa cắt ghép rồi diễn biến sẽ hoạt động mua bán tại chỗ em Trang như thế nào đó là y như vậy luôn, đó đông vậy đó, buôn bán vậy đó. Tại vì buôn bán vui vẻ quý vị à, buôn bán vui vẻ niềm nở rồi giá cả phải chăng, buôn bán dễ nha quý vị. Nghĩ như mình căng giác giác rồi rồi mấy người mua họ cũng vui đó, như chị đó, chị tự căng luôn. Có dư miếng Trang nó cũng bình thường, chả gì. Mà như hơn nữa cái người mua họ cũng không có tham gì cái nhiều hết. Khách hàng mua tự cân luôn hết ra, tự cân tự trả tiền luôn, chơi vậy mới chơi. Bán buồn dễ vậy á, không đông sao được. Thế vậy là gãy ghế. Cứ khen nó té ghế luôn quý vị. Nó gọi là khen té ghế luôn. Đó bán cũng bình thường vậy thôi quý vị. Những cái món hàng á thì chỗ nào cũng có bán chứ đâu phải là cá biệt chỗ này có bán quý vị. Mà do cái mình buôn bán vui vẻ đó quý vị, rồi cộng thêm dễ dãi đó, buôn bán vui vẻ đó, họ ủng hộ nhiều vậy thôi. Đà Lạt cộng tím nè, cải này là làm nước uống nè, là thơm lắm quý vị. 2kg 15.000 cải Đà Lạt. Ờ, 2kg 15.000 luôn. À, cải Đà Lạt này là cái cộng tím đó quý vị. Hai ký 15.000. Chín quá. Sầu riêng chín quá 60.000. Ri 6 70.000 một ký, chín quá 60.000 một ký. Rồi chui vô đây quay cho mát. Đang bán ở cuối đường số 4. À, có em Út lo tới cỡ đó thôi chứ. Lo sợ chị Trang á, nắng. À, sợ chị Trang đen. Rồi video mình đến đây kết thúc quý vị.
Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.